Thưa quý vị, đã 30 phút trôi qua, tất cả chúng ta đã cùng nhau đắm chìm trong những miên man của cảm xúc với những tuyệt phẩm bolero và trữ tình hay nhất. Chúng ta đã cùng hòa vào cảm xúc sâu lắng, da diết và nồng nàn trong cẩm ly những tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã đồng hành theo dõi cùng với chúng tôi và hy vọng quý vị sẽ tiếp tục đón nhận những sản phẩm tiếp theo. Và đừng quên click subscribe trên kênh youtube của Minh Vi và Cẩm Ly.